tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chương trình tập huấn vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số cho hàng chục nghìn thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên. Chương trình tập huấn do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tài năng Trẻ, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò và trách nhiệm tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số. Qua chương trình góp phần phổ cập, thúc đẩy hỗ trợ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân, thanh niên ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và tích cực sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh, chương trình tập huấn lần này là minh chứng cho sự tập trung, quyết liệt trong công tác chỉ đạo hệ thống các cấp bộ đoàn, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và tăng cường hướng dẫn, thúc đẩy thực hiện các nội dung chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong mỗi chúng ta về nhận thức về chuyển đổi số thì cũng không phải ai cũng nhận thức rõ và sâu về chuyển đổi số. Chính vì vậy thì thông qua các cái lớp tập huấn này, rồi thông qua các cái cuốn sách giới thiệu về chuyển đổi số thì chúng ta cũng được nhận thức rõ và sâu hơn, hiểu sâu hơn. Và báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cũng như toàn thể các đồng chí thì đối với Trung đoàn thì cũng chuyển đổi số trên mọi các cái hoạt động. Kể cả hôm nay chúng ta tập huấn đây cũng là một hình thức chuyển đổi số. Bình thường thì nếu không có ứng dụng chuyển đổi số thì chúng ta phải tổ chức trực tiếp. Nhưng hôm nay thì chúng ta cũng vừa tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Rồi báo cáo các đồng chí là trong cái thời gian mà dịch bệnh Covid ấy, khi mà ùn ứ nông sản thì Trung đoàn cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức livestream mời các văn nghệ sĩ bán hàng. Báo cáo các đồng chí là sau vài tiếng thì có thể bán vài trăm tấn. Với đặc tính năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Với sự tham gia hướng dẫn, chia sẻ của các chuyên gia công nghệ số tại Việt Nam, các bạn trẻ cùng các tầng lớp nhân dân quan tâm tới công nghệ số sẽ được cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật và đặc biệt là xác định những nhiệm vụ cần thiết khi trở thành lực lượng nòng cốt trong các tổ công nghệ số tại địa phương. Trong bối cảnh là các đồng chí chúng ta ở một số địa phương chúng ta cũng đã triển khai rồi, một số địa phương chúng ta chưa triển khai, một số địa phương chúng ta đã làm hiệu quả, nhưng một số địa phương chúng ta vẫn đang còn băn khoăn về cách làm, về giải pháp thực hiện. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Và chúng ta đang đưa đến câu chuyện là xây dựng một cái xã hội số, rồi chúng ta nói về câu chuyện là có công dân số và thậm chí là một số đơn vị tỉnh thành đoàn chúng ta cũng đã hướng tới câu chuyện là xây dựng thanh niên số, đoàn viên số. Tất cả những câu chuyện mà chúng ta đang làm, nó đều là những cái sự vận động rất là tích cực của tổ chức, của hệ thống đoàn của chúng ta. Thanh niên của chúng ta trong công tác chuyển đổi số, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong cái phát biểu 90 năm thành lập đoàn, thì có nói rằng thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Và rõ ràng chúng ta đã làm được chuyện đó. Theo ban tổ chức, chương trình tập huấn sẽ được tổ chức thành 10 buổi theo 10 cụm thi đua của Trung ương đoàn tới cán bộ đoàn hoặc thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng tại 10.599 xã phường thị trấn.